Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món rau cải cúc xào tỏi. Đây các bạn, rau cải cúc của mình này. Các bạn nào mua cho mình rau cải cúc và mình nhặt sạch sẽ, sau đó thì mình sẽ rửa sạch nhé, để ráo nước đi. Tỏi, các bạn chuẩn bị cho mình một củ tỏi và mình sẽ lật dập củ tỏi ra. Các bạn cho chảo lên bếp cho mình này. Sau đó mình sẽ cho dầu ăn vào nhé. Thì chảo nó nóng đi. Khi dầu nóng thì mình cũng cho phần tỏi ăn vào. Rồi, khi tỏi đã vàng bên này rồi nhé thì các bạn sẽ cho rau vào nhé. Rồi mình sẽ cho gia vị vào. Các bạn cho mình bột canh này, bột thìa đi. Món này thì rất nhanh chín và các bạn đã đều tay nhé. Đấy, một nắm rau cải cúc rất to nên là khi nó ngót lại chỉ được còn tầm này thôi các bạn ạ. Và các bạn cho mình một chút mắm nhé, chút mắm cho thơm thôi. Các bạn nên nếm xem vừa với gia đình nhà mình chưa. Vừa ngon rồi. Bạn nào mà tắt bếp mình cho ra đĩa nhé. Các bạn ăn được cay thì có thể cho cay hoặc là cho bột ngọt nữa. Các bạn có thể cho một thìa bột ngọt. Đây, mình chuẩn bị một cái đĩa này. Mình sẽ cho rau cải cúc ra. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong đây là một đĩa rau cải cúc nhé, rất thơm ngon và dễ làm dễ ăn. Các bạn có thể làm món này cho gia đình nhà mình ăn nhé. Vừa dễ tiêu mà nhẹ nhàng. Hẹn
gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình.